Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, người dân cả nước vẫn đang nỗ lực hết mình để chống lại loại virus nguy hiểm này. Dịch bệnh này đã gây ra những tổn thất to lớn về mặt con người lẫn vật chất. Đâu đó phía sau những mất mát đau thương ấy vẫn có những câu chuyện ngàn ngào. Đó là những khoảng lặng đáng trân trọng trong lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 911 ca mắc Covid-19, trong đó có 21 ca tử vong. Xen lẫn những nỗ lực phòng chống dịch của toàn dân, sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ, cái thở phào của những người nhận kết quả xét nghiệm âm tính là không ít những khoảng lặng trong trận chiến chống dịch lần này. Đó là nỗi đau mất mát người thân, là những hình ảnh xúc động về các bác sĩ, chiến sĩ, bộ đội vất vả hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của cộng đồng, và còn biết bao câu chuyện khiến ta phải lặng đi để suy ngẫm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Vietnam Plus News với chủ đề Những khoảng lặng vì Covid-19. Mất đi người thân đã là một nỗi mất mát và tổn thất to lớn. Thế nhưng còn đau xót hơn khi trong giây phút tiễn biệt, họ cũng không thể gần nhau lần cuối. Đó là câu chuyện đang diễn ra tại tâm dịch Đà Nẵng những ngày gần đây. Người thân không thể bên cạnh các bệnh nhân xấu số trong những giây phút cuối đời mà chỉ được nhìn và khóc từ xa. Đó là hình ảnh bệnh nhân 431 ở Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân được xe đưa từ Huế về Đà Nẵng để hỏa táng. Gia đình bệnh nhân rất đông anh em, nhưng khi bệnh nhân bị suy thận nằm ở bệnh viện Đà Nẵng, bị lây chéo Covid-19, thì đến ngày mất chưa được nhìn người thân một lần nào, không một lời chăn chối. Người thân không thể bên cạnh những giây phút cuối đời mà chỉ được nhìn và khóc từ xa. Tất cả người nhà được phép đứng quanh xe chở thi thể người bệnh với khoảng cách an toàn, mặc đồ bảo hộ và thực hiện tất cả nghi lễ tiễn đưa không quá 3 phút. Có người viết rằng, chuyến đi cuối cùng nào cũng đau lòng, nhưng chuyến đi cuối cùng do Covid-19 gây ra thì cô độc và đáng thương không thể nào kể xiết. Nỗi mất mát đau thương là quá sức chịu đựng, nhưng những người còn sống vẫn phải nỗ lực, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Covid-19 đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan hoang, mỗi người một ngã, cách ly một nơi. Đó là những dòng nhật ký cảm động mà người mẹ đã viết cho con mình trong những ngày tháng chống dịch Covid-19. Trong chốc lát khi con virus ập đến, một gia đình ở Hội An đã phải chia ly. Người ôm đồ vào khu cách ly, 6 người lần lượt dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nhập viện, trong đó có một người đã tử vong. Nhật ký của người mẹ trẻ viết rằng, vậy là ông nhà mình đã dương tính với Covid-19. Ông là trường hợp nhiễm đầu tiên của phố cổ. Điều đáng lo là quãng thời gian nằm viện tại Đà Nẵng quá dài và dính bệnh từ đó. Liệu còn ai trong đại gia đình 20 người nữa sẽ bị ảnh hưởng? Chính quyền đưa bố, mẹ và con cùng những người còn lại của gia đình vào khu cách ly. Dịch bệnh thì phải chấp hành thôi, nhưng chàng trai của mẹ mới tròn 1,5 tháng cứ khóc suốt đêm. 2 đêm nay rồi con cứ khóc tới tắt cả tiếng. Bố mẹ ẵm con dỗ thâu đêm, nhưng con vẫn quấy khóc. Chị viết, tiếp tục những ngày nặng nề trong khu cách ly. Cún, con trai mẹ đã ngoan hơn, nhưng đã thêm mấy người nữa trong gia đình mình dương tính nữa rồi. Ông nội đã nằm viện, giờ chẳng ai bên cạnh. Cả đêm mẹ không ngủ được, cún con của mẹ ơi. Ông nội của mẹ đã qua đời trong bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo ông mắc bệnh nền, nhiễm Covid-19 nữa, nên không chống chịu được. Mẹ mới được biết bà nội, 2 cô chú của mẹ cũng đã dương tính, mỗi người được đưa đi một nơi. Nhà mẹ 20 người, nhưng chẳng còn ai ở nhà nữa. Người đi viện, người nằm trong phòng cách ly. Hôm nay, bệnh viện ngoài Huế gọi điện cho bố mẹ thông báo về ký giấy báo tử ông nội. Nhưng mẹ ở đây, các cô chú nằm viện, nhiều người cũng đã đi cách ly hết, nên nhà chẳng còn một ai. Cũng đành ngậm ngùi để người ta hỏa táng ông nội ở Huế, rồi giữ cho cốt lại. Ông mất mà nhà cũng không lập được bàn thờ để đón hương linh nội. Mẹ đã khóc rất nhiều. Trên mặt trận chống Covid-19, hình ảnh sự hy sinh vất vả, quên ăn, quên ngủ của các y bác sĩ đã để lại trong trái tim người dân sự thán phục. Đây là những ngày tháng mà các nhân viên y tế phải căng thẳng để làm việc. Và quá trình này đã vắt kiệt sức của một nhân viên y tế tại Đà Nẵng. Đó là chị Đặng Thị Thu Hà, 48 tuổi, đã có thâm niên công tác tại trạm y tế Minh Hòa gần 20 năm. Trước đó, nhiều người dân Đà Nẵng xôn xao trước hình ảnh một nữ nhân viên y tế đang công tác tại trạm y tế phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị ngất xỉu phải thở oxy do làm việc quá sức cả tuần. Theo bác sĩ Phạm Phú Điểm, phó giám đốc trung tâm y tế quận Liên Chiểu, nguyên nhân chị Hà bị ngất xỉu là phải đi quá nhiều nơi để truy tìm F1 và tuyên truyền người dân đi cách ly, khiến việc ăn uống, ngủ nghỉ bất thường dẫn tới kiệt sức.
Những ngày qua do trên địa bàn phường có một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên khối lượng công việc nhiều, các nhân viên y tế làm việc không quản ngày đêm, ăn uống lại thất thường. Chị Hà là một trong những nhân viên nhiệt huyết trong việc truy vết các F1, F2 cũng như thực hiện công tác hỗ trợ để đưa người đi cách ly. Giữa những căng thẳng và lo âu mà cuộc chiến chống dịch COVID-19 mang đến, đâu đó vẫn sáng lên những tấm lòng nhân ái, truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc. Sự đoàn kết ấy hiện hữu ngay cả trong những điều giản dị nhất, khi cả nhà đi cách ly, hàng xóm bảo nhau giúp gặt lúa và phơi thóc. Ông Mai Tấn Lựu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam xác nhận, đêm 11 rạng sáng 12 tháng 8, xã Hiệp Thuận có mưa kèm theo gió lớn khiến nhiều ruộng lúa của người dân bị đổ hàng loạt. Thấy thổ ruộng một sào nhà ông Tê cũng bị đổ hết, trong khi hai vợ chồng ông đều đang ở khu cách ly tập trung của huyện Hiệp Đức. Người dân trong xóm đã rủ nhau gặt giúp, đợi nắng lên sẽ phơi khô thóc. Lòng nhân ái được lan tỏa đi muôn nơi qua câu chuyện của chị Hà Thu Thảo, nhân viên y tế của một trường học ở Thường Tín, Hà Nội, bệnh nhân COVID-19 số 196. Chị là một trong những người đầu tiên đăng ký hiến huyết tương để nghiên cứu chữa trị cho bệnh nhân nặng. Khi chị mang trong mình virus, lúc hoảng loạn nhất, các điều dưỡng, bác sĩ đã là những ân nhân giúp đỡ chị. Chị luôn biết ơn vì điều đó. Hiện chị Thảo đã ra viện và đã hoàn thành việc cách ly tại nhà thêm một tháng, mỗi tuần xét nghiệm lại một lần. Mỗi lần xét nghiệm với chị Thảo chẳng khác nào chờ kết quả thi đại học. Điều chị Thảo cảm thấy mình may mắn, đó là khi trở về gia đình, làng xóm, ai cũng thương chị, không xa lánh, kỳ thị chị. Theo chị Thảo, những người bị bệnh COVID-19 chỉ là nạn nhân. Chị Thảo mong mọi người đừng suy đoán, nghi ngờ hay phán xét bệnh nhân. Những lời nói vô tình rất dễ thốt ra, nhưng nó có thể giết chết một người, tan nát một gia đình và còn làm ảnh hưởng đến công tác. Phòng chống dịch mà các cấp chính quyền đang nỗ lực. Những khoảng lặng trong đại dịch COVID-19 một lần nữa nhắc nhở chúng ta về ý thức phòng chống dịch. Với dịch bệnh này, không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn. Vì vậy, hãy cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của Việt Nam Plus ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại trang báo điện tử và kênh YouTube của Việt Nam Plus. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.